What's up? Chào các anh em, chào mừng các anh em đồng tâm đã đến với lại channel của Boss kia. Thì hôm nay mình sẽ cùng unbox mở hộp một chiếc bàn phím cơ rất là đặc biệt mới về tới shop của Boss kia thôi. Thì đây là một trong những cái bàn phím cơ mình thấy khá là ngon trong cái tầm giá của nó, mà nó có nhiều cái chức năng cũng hay nữa. Thì bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem nhé cái hộp của nó trước. Ok. Đó. Ây da, rất là nặng. Đây. Hộp của nó rất là to. Phải đến tầm 1 gang tay rưỡi, tức là khoảng tầm 30 cm á. Riêng là cái bề ngang này là cũng phải tầm 30 cm rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có cái logo Tailun ở đây rất là to rồi, và một số chữ mắc tàu. Đó, đằng trước thì nó cũng chỉ có chữ Tailun thôi, không có gì nhiều. Đó. Một cái phím ở trong này và nó sẽ được bọc vào trong một cái hộp giấy. Đó, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp xem thử con bàn phím này có gì ngon nhé. Ok, để mở hộp chiếc này thì các bạn phải cần mua một cái không gian khá là rộng, đặc biệt là một chiếc bàn phải là thật to thì mới để được vừa. Đây, khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy một cái bịch ni lông chống sốc ở đây, bóng có các cái bong bóng ở trên á. Chiếc bàn phím của chúng ta cũng rất là to rồi, nằm ở trong này. Đây là cái phần dây cáp. Đó. Phải luồn qua đây để nhấc nó lên nhá. To quá. Đây. Bàn phím của chúng ta. Rồi, sau khi mình lột cái lớp ni lông này ra thì ở trong chúng ta còn một cái cuốn giấy hướng dẫn sử dụng, hay còn gọi là giấy vệ sinh. Đó, thì các bạn muốn dùng thì dùng, mà không muốn dùng thì có thể dùng để vào nhà vệ sinh dùng sau. Rồi bỏ cái hộp này sang một bên. Đây chính là chiếc bàn phím Tailun Titanium, một trong những chiếc bàn phím rất là đẹp mà mình mới nhập về ở bên Boss kia. Thì các bạn có thể thấy nhìn sơ qua mà cũng thể thì nó có một cái form khá là giống với một chiếc bàn phím nổi tiếng mà ai cũng biết đó. Rồi thì chúng ta sẽ sang một chi tiết hơn một chút. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một cái dải đỏ ở trên rất là ấn tượng. Cái dải màu đỏ này thì nó sẽ có cái logo Tailun ở trên như này, và sẽ có kèm một cái hàng núm ở đây, thì tí nữa mình sẽ nói về cái núm, những cái núm này. Và chúng ta sẽ có một cái layout chuẩn. Đó, layout này thì rất là dễ dùng để chơi keycap. Ok, rất là ngon. Đó, và chúng ta sẽ tìm thêm một cái phần kê tay dài ra như thế này. Và cái kê tay này thì nó là kê tay liền nhé, không phải là kê tay rời, cho nên là các bạn khó thể tháo ra lắp vô được. Nó sẽ liền luôn. Đó. Và đặc biệt về cái phần kê tay này, mình phải nói là có một cái điểm khen ngợi là phía bên trái, tức là cái nơi mà mình thường xuyên để tay để chơi game, thì nó sẽ bọc một lớp cao su khá là mềm. Đó, nói chung là nó sẽ tạo một cái cảm giác rất là thoải mái hơn nhiều so với những cái con mà sử dụng kê tay nhưng mà hoàn toàn là bằng nhựa cứng mà thôi. Thì phần bên trái này thì rất ít người mà để đây chơi game, thì nó sẽ được làm bằng nhựa cứng như bình thường. Đó, và đồng thời kê tay nó cũng làm họa tiết hoa văn khá là mổ. Về cái phần phía trên của bàn phím thì sẽ được bọc một cái lớp kim loại rất là dày, mình cầm lên rất là nặng tay, chắc con này cũng phải tầm 2 kg chứ không ít đâu, rất là nặng tay. Và nó sẽ được sơn phủ một cái lớp sơn chống rỉ cũng như là chống giật, thì các bạn yên tâm khi sử dụng con bàn phím này thì sẽ không có hiện tượng bị giật lag. Đó. Ở đây có nghĩa là ý mình là bị giật tung chảo đấy, giật bắn người. Đó. Về cái keycap của con này thì vẫn đang sử dụng đó là bộ keycap ABS Double Shot. Thì cái keycap ABS Double Shot này sẽ cho chúng ta được một cái độ bền cao hơn so với những cái keycap khắc laser, thì nó sẽ không bao giờ bị bay chữ hay phai chữ gì hết. Tuy nhiên thì cái keycap của con này sẽ hơi mỏng một chút so với những cái dòng keycap khác, và nó xuyên led cho nên các bạn bật led lên thì nó sẽ rất là sáng và rất là đẹp. Rồi, và chúng ta sẽ đi thêm một chút về phía bên trên này. Đó. Thì mình thấy đó là trên này chúng ta sẽ có một cái dải màu đỏ được làm rất là nổi bật với logo Tailun được khắc bằng kim loại phía bên tay trái, làm kiểu sức sức rất là đẹp đó. Và chúng ta bên này chúng ta sẽ có một số cơ số, một cái số nút là một số núm như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái núm, tất cả 7 cái núm. Thì những cái núm này có tác dụng gì? Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đây là các cái nút điều khiển multimedia.
nút play này, nút stop này, nút back này, nút pause, play và nút next. Đó. Thì ngoài những nút điều khiển multimedia ra thì chúng ta còn có một cái nút nữa, đó là nút bật tắt led. Tí nữa mình sẽ thử cho các bạn coi. Cái này là nó rất là tiện, khi mình bật cái là tắt hết led luôn, không cần phải mất công chỉnh tăng giảm độ sáng hay là ấn các nút FN. Và cái nút đặc biệt nhất ở đây chính là cái núm con lăn này. Và cái con lăn này chính là cái con lăn mình dùng để điều khiển âm lượng nhanh. Và nhờ cái con lăn này là mình không phải sử dụng chuột hay là phải ấn FN để điều khiển nữa, mà mình dùng cái này mình lăn. Và cái cảm giác lăn của nó thì cũng khá là êm mượt, tuy rằng không phải là sướng lắm nhưng mà nó cũng đủ có cảm giác gần giống như là mình lăn con chuột vậy. À, mình sử dụng cái này thì rất là thích, rất là nhanh, không cần phải bật cái menu của máy lên đó. Và mình ấn một phát thì sẽ là tắt luôn âm thanh, và mình bật cái nữa, tắt ấn cái nữa thì nó sẽ là bật âm thanh lên, rất là tiện lợi. Đó là một trong những cái ưu điểm mình thấy rất là ngon của con bàn phím này. Rồi, ngoài ra thì dây cáp của con bàn phím cơ tai luôn này thì dây cáp một bọc dù rất là chắc chắn, rất là dày, và nó có cả đầu chống nhiễu cũng như là dây cáp cái đầu USB được bọc mạ vàng để cho cái tín hiệu nó truyền tốt hơn và cũng như ổn định hơn. Đó, một cái điểm cộng của con này. Chúng ta sẽ lật sang mặt sau. Về mặt sau của con này thì như thế nào? Chúng ta đang có hai cái lẫy, cũng giống như tất cả các cái bàn phím khác thì nó đều có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Tuy nhiên thì cái lẫy của con này có cái chân nó được làm bằng cao su. Và nhờ cái chân này thì khi mà mình di chuyển đẩy thì nâng lên thì nó sẽ khó mà có thể bị gập xuống lại. Đó, nó sẽ bám vào trong và cái mặt bàn. Ở đây chúng ta sẽ có cái sticker logo của Tailoon. Và chúng ta sẽ có tới 6 cái lớp cái chân cao su nữa để cho nó bám chắc vào mặt bàn. Ở hai bên chúng ta sẽ thấy hai cái lỗ nhỏ, đây chính là hai cái lỗ thoát nước. Đó. Và vì sao phải cần cái lỗ thoát nước này? Tại vì con này đang sử dụng một cái chuẩn, đó là chuẩn kháng nước IP68, thì các bạn yên tâm khi chơi game, nếu mà lỡ có đổ nước vô thì chúng ta vẫn có thể cứu vãn được con bàn phím này. Nói chung là nó kháng nước khá là tốt. Rồi, chúng ta sẽ sang một phần chính nữa. Cái phần chính này chính là cái switch của con này. Thì con này đang sử dụng đó là switch quang của Otemu, mà là dạng blue switch, tức là gõ nó vẫn sẽ có nghe tiếng clicky như thế này. Đó, khi mình bấm nó sẽ kêu lắp tắp, rất là ngon. Rồi, và cái switch này thì có hỗ trợ cho chúng ta thay nóng. Tuy nhiên thì để mà thay cái switch này thì các bạn phải sử dụng cái switch của nó riêng biệt thì mới có thể thay nóng được, chứ không phải là mình có thể sử dụng bất kỳ switch nào. Về cái cảm giác bấm thì mình sẽ nói sau cho các bạn, mình sẽ test cái tiếng clicky cũng như nói về cái cảm giác bấm của con này. Đó. Và bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là cái phần đèn led. Con này đang sử dụng một cái hệ thống đèn led khá là dị. Đó, để mình cắm vào. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái hệ thống đèn led của con này khá là dị, tức là nó sẽ không kiểu theo hàng mà nó sẽ xếp theo một cái kiểu nhất định. Đó. À, một cái xếp chẳng hạn như hàng số là màu xanh này, các cái chữ ở phía trong này cũng là màu xanh dương và xung quanh sẽ là màu đỏ. Ở bên đây thì cái cục điều hướng cũng như là cái cục tùy chỉnh thì nó sẽ là màu xanh dương, và ở đây cũng là xanh lá, đó, phần numpad sẽ là xanh lá. Tùy mỗi người cảm nhận, nhưng mà mình nhìn cái kiểu này thì mình thấy nó đỡ tàu hơn là những cái con kiểu rainbow mỗi hàng cố định một màu ấy, nó cũng hơi khựa. Đó. Về cái phông chữ của con này thì tất nhiên nó vẫn là phông chữ lai tàu một chút. Tuy nhiên thì mình thấy nó có sự chăm chút khá là kỹ về cái phông chữ, nhìn nó cũng rất là hay và nó không có bị tàu quá, không có bị vuông bức quá. Rồi, về phía phần con này có một cái đặc biệt nữa là nó sẽ có hai cái dải đèn led ở hai bên. Đó, hai dải đèn led như thế này. Thì hai cái dải đèn led này sẽ có thể có tới 3 chế độ, đó là bật sáng đứng im một màu và có thể là đổi sang nhiều màu, tự động đổi nhiều màu và có thể là tắt luôn. Và cái này mình có thể điều khiển trực tiếp ở trên bàn phím như thế này. Tí nữa mình sẽ thử điều khiển cho các bạn coi. Thì nếu mà muốn điều khiển cái đèn led ở hai cái dải đèn gầm này thì mình chỉ cần ấn FN, dấu đeo đây là nó sẽ đổi chế độ của hai cái dải đèn led và đèn gầm. Đó, nó sẽ đổi 7 màu và chuyển từ 7 màu sang đổi từng màu và tắt luôn. Đó, rất là dễ dàng. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tăng giảm độ sáng luôn cho cả cái hai cái dải đèn led này luôn.
đó là FN Home để tăng sáng và FNN để giảm sáng của hai cái đèn LED ở hai bên này. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái hệ thống đèn LED của đèn LED chính của cái con bàn phím này. Thì để đổi chế độ đèn LED thì chúng ta sẽ ấn FN cộng với scroll ở đây, scroll lock đó. Thì chế độ đầu tiên chúng ta sẽ có chế độ blazing. Chế độ thứ hai là chế độ bấm phím nào sáng phím đó. Và chế độ thứ ba sẽ là chế độ bấm và nó tỏa ra. Tỏa ra một cái khoảng ngắn thôi chứ không phải là tỏa ra toàn bộ bàn phím. Đây là chế độ sẽ nó sẽ chạy từ trái sang phải. Tuy nhiên thì cái này là do mình đang để ánh sáng khá là mắt cho nên là các bạn nhìn nó sẽ hơi tối thôi, chứ nếu như mà mình để trong căn phòng với ánh sáng bình thường thì nó sẽ rất là sáng, đủ để cho các bạn chơi ban đêm thoải mái luôn. Đây là chế độ waving. Và tiếp theo là chế độ lượn sóng hình sinh. Ở đây là chế độ mình gõ và nó sẽ tỏa ra toàn bộ bàn phím luôn. Với cái chế độ, với các cái chế độ này thì chúng ta cũng có thể ấn FN, ấn nút lên để tăng độ sáng, FN xuống để giảm độ sáng. Đó, nó có 3 nấc. Ngoài ra thì ấn FN qua trái hoặc là FN qua phải để tăng giảm tốc độ chạy LED. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái chế độ nữa, đó là chế độ tùy chỉnh từ F1, FN cộng 1 hoặc là 3, 4, 5. Đó, chúng ta sẽ có 5 cái nhé, thì con từ CM1 đến CM5 đây. Rồi về cái phần chế độ này, nếu như chúng ta muốn tùy chỉnh thì chúng ta ấn FN và nút Screen thì nó sẽ nhấp nháy như thế này. Thì các bạn lúc đó các bạn có thể ấn bất kỳ nút nào sáng hoặc là ấn một lần nữa thì nó sẽ tắt. Đó. Sau đó thì chúng ta ấn FN và nút Screen nó sẽ lưu lại. Ví dụ mình chuyển sang FN2, FN1, đó, các bạn thấy đã lưu rồi. Về cái kiểu LED mà kiểu xếp như dị dị như thế này thì mình thấy có thể rất là hợp với những cái kiểu chơi keycap mà 37 nút gồm các cái nút chữ thôi á. Đó, như thế này thì chúng ta thấy nó khá là đẹp. Nói chung là nếu mà trưng lên thì rất là good. Và đặc biệt là hai cái dải đèn gầm nữa, nó đổi 7 màu nhìn rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần cũng rất là quan trọng, đó là cái phần test xem thử cái tiếng gõ của em này nó sẽ như thế nào. Ok, sau khi mình đã để cái mic nó lại gần chiếc bàn phím hơn thì bây giờ mình sẽ test một đoạn, gõ một đoạn cho các bạn nghe cái tiếng gõ của con này nhé. Đó, các bạn có thể thấy là tiếng gõ của con này kêu khá là to vì nó đang sử dụng switch của Otemu cho nên tiếng của nó cũng khá là đanh nữa, nghe rất là to. Nếu như mà các bạn nào mà sợ ồn hoặc là hay chơi đêm thì tốt nhất là không nên sử dụng chiếc bàn phím này tại vì nó tiếng của nó to lắm đấy, các bạn nhìn lên. Và cái nút cắt hay là nút dài hay nút shift của nó thì nghe tiếng vẫn hơi lọc sọc chứ không phải là hoàn toàn là nghe gút hết. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì với cái giá thành này và với cái bui của nó cực kỳ chắc chắn như thế này thì như thế là ổn rồi. Và vừa rồi chính là cái phần đánh giá chung cũng như là giới thiệu về chiếc bàn phím Tailoon Titanium này. Thì các bạn thấy sao, với cái tầm giá chỉ có hơn 600 ngàn thôi mà các bạn đã có một chiếc bàn phím cơ switch quang học và có khả năng chống nước IP68. Đấy, ngoài ra thì còn nó còn có khả năng rất là đặc biệt được nữa, đó là những cái nút núm này. Ngoài ra thì nó còn có một cái khả năng rất là đặc biệt nữa, đó chính là những cái núm này. Những cái núm này chính là những cái núm mà để cho mình thao tác nhanh, nút multimedia rất là thuận tiện. Nói chung với mình thì cái chiếc bàn phím này là quá tuyệt vời rồi, trong tầm giá không thể tuyệt vời hơn được nữa. Quá ngon. Cả hệ thống đèn LED cũng không có gì để chê trách cả. Thì nếu như các bạn thì các bạn có thấy chiếc bàn phím này ngon không và nó có đặc điểm gì mà các bạn thích hoặc là không thích thì có thể để lại comment ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like và subscribe giúp mình đó. Bye bye.